Như vậy thì tính đến hiện tại, cả ba chợ đầu mối Hóc Môn, Bình Điền và Thủ Đức đều tạm dừng hoạt động để chống dịch. Đây là thiệt hại lớn về kinh tế, không chỉ thành phố Hồ Chí Minh mà còn với các tỉnh thành lân cận. Bởi mỗi ngày các chợ đầu mối đang tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động, lưu thông hàng hóa với 22 tỉnh thành. Và để giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa cho người dân thành phố Hồ Chí Minh, ngành chức năng cũng đang nỗ lực giải phóng hàng tồn cho tiểu thương, điều tiết hàng hóa cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Hàng hóa từ các tỉnh về thành phố Hồ Chí Minh sẽ không tập kết trung chuyển ở chợ đầu mối mà được đưa trực tiếp đến các chợ truyền thống. Đây là phương án điều tiết vừa được Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh gửi đến 22 tỉnh thành lân cận, đảm bảo hàng hóa từ các tỉnh vào thành phố được thông suốt, không ùn ứ. Trước mắt, các hệ thống bán lẻ của Sacha, Bách Hóa Xanh sẽ đảm nhận việc tiêu thụ hàng tồn của tiểu thương chợ đầu mối, đồng thời tăng cường dự trữ nguồn hàng thiết yếu. Các cái nhóm mặt hàng thiết yếu thì chúng tôi đã dự trữ tăng gấp 3 đến 4 lần với cái nhu cầu hiện tại để có thể đáp ứng được. Thì tất cả các cái nguồn hàng trên tất cả các cái điểm bán chúng tôi cam kết là luôn đầy đủ hàng hóa. Bên cạnh việc đóng cửa nhiều chợ, siêu thị để phòng dịch, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã cho hoạt động lại một số chợ dân sinh, siêu thị. Chợ dân sinh sẽ chỉ mở lại quầy hàng thiết yếu, tiểu thương bán hàng có vách che. Các siêu thị mở cửa trở lại cũng phải đảm bảo nguyên tắc phòng dịch. Không thiết yếu đã đóng hết rồi, cho nên cái mật độ bây giờ là mặt chợ chỉ có độ là chỉ có rau và những mặt hàng thiết yếu thôi. Cái hàng rau củ từ Đà Lạt thì không có chuyện tăng giá. Kế hoạch chuẩn bị hàng hóa đầy đủ và ổn định, đặc biệt là đối với những cái nhóm sản phẩm hàng hóa thiết yếu như rau củ quả trái cây thì lượng hàng kế hoạch đã lên đến 150%, và đặc biệt là những cái nhóm sản phẩm như là mì gói, đường, đồ hộp thì cái lượng hàng dự trữ đã lên đến hơn 300%. Sở cũng khuyến khích các đơn vị chuyển sang các hình thức mua bán như là qua điện thoại, trực tuyến, bán hàng theo đơn đặt hàng và các hình thức phù hợp khác nhằm giảm tiếp xúc trực tiếp. Trường hợp xảy ra biến động hàng hóa, Sở sẽ có phương án điều tiết, đảm bảo cung ứng đủ hàng cho người dân thành phố Hồ Chí Minh.